thấm họa tứ lịch sử tập 23 đây chính là hán ủ nhẹ nhện tốt quá túi hang ủ nhẹ nhện này giống y như là một cái mờ cùng vẫn phải nền phái cụ lầu đi tham dò trước đi kết xác nhìn đỏ cấp 20 kinh nghiệm nhận 9 ngàn nhân được tới nhận cộng 5 kết xác nhận lông dài cấp 19 nhân được 8 ngàn kinh nghiệm nhận được tới nhìn cầu 4 nhiều lối rẽ quá hơn nữa gần như các cù lầu đều phải gặp chiến đấu cứ tiếp tục như vậy thì tốc độ sẽ giảm đi rất nhiều nhì nhỏ đẳng cấp 18, sức mạnh 200, linh hoạt tinh thần tới lực 200. cái đám nhì nhỏ này đều là quái vật phó bản sao nhưng mà lối rẽ đầy rẫy chúng dùng kỹ năng xem thử linh hồn hòa diễm trong đợt này ít nhất là có hàng trăm Cô nhện nhỏ đã bị tiêu diệt Kinh nghiệm được tặng tương đương với 20 quái vật tên anh loại hình cường hóa cung cấp. Đây là thánh địa đã sót kinh nghiệm à. Thế lực 2009 Vây về triệu hoán không dài. Rõ ràng từ trước đến nay, ta đều dùng chiến thuật này để giết bốt mà. Chiều hồi thất bại. Vì mà lại thất bại rồi. Bởi vì trên người có quá nhiều nhìn nhận sao? Dùng thi một xử lý đám nhìn nhỏ kia, kết xác nhẹ nhỏ 18 kinh nghiệm cộng 500 kết xác nhẹ nhỏ 18 kinh nghiệm cộng 500 cộng 500 nhẹ nhỏ 18 cộng 500 kết xác nhẹ nhỏ 18 cộng kinh nghiệm 500 nào đây đã là nị tốt để sót kinh nghiệm thì không thể lãng phí được tổng cộng có 108 hang động để gột cúc binh thành nhóm 10 người thì chứ không sợ bị những con nhện nhỏ quỷ rối. Mười mấy phút sau, nhìn vườn quái vật cấp đầu lĩnh, cấp 21, sức mạnh 5 ngàn, độ linh hoạt 3 ngàn 500, tinh thần 500, tới lực 4 ngàn, kỳ năng, dân mạng dịch axit quế sạch. Cuối cùng cũng tìm được người rồi. Thích y động hiếp yếu à. Lần này tới đến lượt ta rồi có phải không? Cậu ta thực sự có thể vượt qua an ổ của nhìn nhận sao? Hang ổ nhìn nhận được sừng là thánh địa kinh nghiệm, thánh địa tài nguyện nhưng không dễ sống một mình. Đã qua một giờ, kỷ lục là 1 tiếng 12 phút. Cầu tạ cũng coi như là không lập được kỷ lục mới rồi. Qua ấy một lần, kinh nghiệm tăng lên 80%. Vì nhìn nhỏ kéo mất thời gian bao lâu, mất bao nhiêu thời gian, tất cả dùng hết là 1 tiếng 32 phút, chưa phá được kỷ lục. Xem ra, phải xuất lại lần nữa phải nhận cả điểm thông thường và điểm công hiến mà được. Kết xác nhìn vợ kinh nghiệm mượt 000 ngàn nhận được vũ khí cấp bạch ngọn đau của nhện vương đã qua một tiếng rưỡi rồi cậu ta vẫn chưa đi ra lấy nào cậu ta à Bà học cuối cùng cũng ra rồi Qua được phó bản rồi sao con quá được cũng không sao quái vợ trong hai ổ nhìn nhìn rất nhiều mọi người vốn dĩ là gần như không qua được à cảm ơn tôi qua rồi Qua? qua rồi thật sự quá rồi sao một mình cậu ta tốc độ sốc quái phó bản Rà còn nhanh hơn cả đội ngũ 5 người lập kỷ lục kia. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ thành thạo của cậu ta giống như đó chưa phải là cực hạn của cậu ta. Nhân tiện, của cậu có biết phó bản nào có kinh nghiệm cao nhất không? Trong số các phó bản dưới cấp 25, thì hang ổ nhìn nhện là phó bản có kinh nghiệm nhiều nhất. Mặc dù kinh nghiệm của hàng ổ nhìn nhện như gấp 3 lần ở rừng rạm biến gì, nhưng thời gian qua ải có hủy lộn. Quả thật là có rất nhiều kinh nghiệm trong hàng ổ nhìn nhận. Thời gian sốt quái ở nhìn nhận một lần, thì có thể sốt ở rừng rậm biến dị gấp 3-4 lần. lần. bỏ thời gian hồi chiều 40 điểm. 10 điểm. Nhưng mà sốt như thế này thì cũng sẽ tốn khá nhiều tiền để lối bỏ thời gian hồi chiều. Cô có phép phó bản nào mà sốt nhanh hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn hay không? Sốt nhanh hơn và nhiều kinh nghiệm hơn á? À, thực sự có. Con có thể thử lập nhóm với những người khác đi đến phó bản cờ lớn sa mạc bào chúa. Mặc dù phó bản cờ lớn sa mạc bào chúa là một phó bản cấp 25, nhưng cấp 20 cũng có thể vào được vì có thể tổ đội 4, 40 người. Có rất nhiều người cấp cao hơn kiếm điểm nhờ đưa người mới sót phó bản này. Phó bản cờ lớn à, không biết là có thể sót một mình được hay không? Cấp 20 mới có thể tiến vào, nhiệm vụ của bạch thần cũng yêu cầu phải đạt tới cấp 20. À, Cảm ơn. Xem ra con phải phá lý lục càng sớm càng tốt Và ra tới cấp 20 À bằng học à Con vẫn muốn sót phó bản hắn ổ nhìn nhìn sao Kinh nghiệm các người Ta tu hết vào rồi Nhìn thấy chưa Có bị giỏi cho nhĩ dựng không Dù đã tiếp xúc với cậu ấy Nhưng ta vẫn khá sốc Sau khi xem trận chiến của cậu ấy Bạch ý viện một người có thể một mình sống pho bản nhân ngữ Và những cả ba giọt nước bán nhân ngữ Về mặt của những người nước Y đó khiến ta rất hãi giận mà Mình An Giang Hồng Sơn Hiếu Trưởng Học viện Càng Long Mấy cái tên nhảy của Học viện Càng Long đến ngay cách tầng sinh viên vừa thí Đại học xong Thậm chí còn chưa tham gia bất kỳ một khóa học đại học Nào cũng không thể so được Lâm Bà Đà Người tiếp xúc với cậu ta rồi thiên phúc của cậu ta đó là thiên phú tăng cấp. Nhưng mà vấn đề tăng lên bao nhiêu? Luận thì đây là bí mật và riêng từ của, của người ta. Đánh giá qua luận thí luyện lần này, đứa trẻ này không tội. Tôi cảm thấy đứa nhỏ này có tương lai đầy hứa hẹn. Chị gái của cậu ta cũng đã gia nhập vào hội viện thần sáng. Chị gái cậu ta vẫn rất được lòng lão già kia, đã giúp toàn lực để bồi dưỡng. Người mà lão già đó đào tạo ra, đều tình hòa của nhân tộc, mắt nhìn của ông ta có tới mức nào. Ta và người đều rất rõ, tôi nghĩ cụ ta cũng rất có khả năng sẽ được nhìn trúng. Có vẻ nhờ nhận tộc chúng ta sẽ sớm có thêm hai ngôi sao mới rồi. Ờ, theo ta thì cái tên nhóc kia sau này có lẽ nó sẽ trở thành một sự tồn tại. Có thể là một ngựa đấu ngàn, lấy một địch dạng. Mặc dù tất cả các con nhện đều có kinh nghiệm ít hơn, nhưng mà tất cả cũng đủ để tăng 70% kinh nghiệm. Thời gian qua cửa đã được đẩy nhanh lên rất nhiều. Lần này nhất định sẽ phá kỷ lục. Chuồng lại Lê vang lên rồi. Ai lại phá kỷ lục nữa vậy? Chắc chắn là bà học lắm mặt ngỡ vừa rồi. Tôi thấy cô ta lại phó phó bạn rồi. Ừ, cũng có thể. Cậu ta chắc chắn là một chức nghiệp giả thiền phú. Chức nghiệp giả thiền phú cái gì chứ? Ừ, <laughs> nhí. Cậu ta chỉ là may mắn mà thôi. Ở bà học này sao lại nói như vậy? <laughs> cô ta chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Vừa hoàn thành kỳ thi mà thôi. Nhờ mối quan hệ với Bạch Thần không biết là có được bà bối lợi hại như thế nào. Nếu như không thì làm sao mà cậu ta có thể tự mình thoát được phó bản cấp ác mộng chưa? Học viện bình thường thì sao? Học viện bình thường thì không là được kỷ lục chắc. Tới với cậu, ồ, cậu là người của học viện càng lông. Sao? Học viện càng lông cao quý lắm hả? Hơn nữa, cậu bối nhờ cậu ấy như vậy có bằng chứng không? Nhìn kìa, bà học lâm ngữ bước ra rồi. Kỷ lục mới của hang ổ nhện nhện, người quá ái một người lâm mật ngữ tứ linh sư cấp 19. Thời gian qua ai 47 phút. Sớm hạn kỷ lục trước mắt. một Lập kỷ lục mới cho phó bản ô, á ủ nhìn nhận. Nhận được 100 điểm thưởng, 5 điểm cộng hiến. Chỉ có thể hết nhận một lần. Ui đại thần, có người vu khống cậu kìa. quả nhiên là phá kỷ lục 47 phút nhanh hơn, gần nửa vừa so với kỷ lục trước đó. Ờ, à, sao lại là cậu? Là mà ngữ giả vờ cái gì chứ? Cậu không phải chỉ là bạch thần chế chết cậu từ sau. Nếu như cậu không phải trả nghi toàn quốc Thì cơ bản không đỡ cậu vào mắt Tôi nhẫn nhìn cậu đủ rồi Trong hộ viện vẫn không tiện ra tì Cậu, cậu nghĩ tôi sợ cậu sao Cậu lấy cái tá gì Anh mắt của cậu ta, cậu ta từng giết người Tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi đến như vậy Ảo à, giác chắc chắn là ảo à, giác Tên hồ nhị nhốt lãng phí thời gian của ta Hôm nay, tao phải lên tới cấp 20, tetap amibah.